Chào các bạn, mình đang ở cửa hàng điện thoại OneWay và mình đến đây để mình tìm hiểu về giá của cái điện thoại iPhone 15 Pro Max. Tại vì mình đang cần mua chiếc điện thoại đó cho người thân của mình. Thì trong quá trình tìm hiểu thì mình biết là cửa hàng OneWay đang có một chương trình khuyến mại hay là ưu đãi gì đó dành cho người dùng mua điện thoại vào dịp cuối năm, tức là cận Tết này. Ok, bây giờ hãy cùng mình đi vào trong để tìm hiểu những chương trình đó nhá. Đi vào trong, nơi ngoài này trời Hà Nội đang rét quá. Chào em. Em ơi, anh đến đây để anh tìm hiểu về cái iPhone 15 Pro Max á. Anh đang cần mua cho bạn anh mà thấy vào ở đây đang có cái chương trình gì đúng không? Vâng, chương trình ưu đãi mùa Tết anh ạ. Ưu đãi mùa Tết? Vâng. Từ bao lâu đến bao lâu? Bên diễn ra từ 30 tháng 1 đến 9 tháng 2 ạ. Ok, vậy em tư vấn cho anh một chút được không? Vâng, được. Okay. Đây, em mời anh vào phản hồi ạ. Ok. Đây. Cái chương trình bên em đang giá tốt quá nhỉ? Vâng ạ. Hình như là đâu đấy anh xem thấy là 30 triệu đúng không? Vâng. Là đã mua được cái 15 Pro Max 256 rồi hả? Vâng. Wow, đầy đủ các màu luôn. Đầy đủ các màu, tức là bên em có hiện tại là có đầy đủ tất cả các màu. Dạ vâng ạ. Nhưng anh chỉ cần cái màu xám thôi, màu xám tự nhiên ấy. Đây là mẫu 12 Pro Max bên em. Bản 256 màu tự nhiên. Máy là máy nguyên siêu hết, máy chính hãng đúng không? Bản Việt Nam ạ. Bản Việt Nam. Tức là khi anh mua nó sẽ được như thế này. Đây ạ. Là khoảng 30 triệu. Dạ vâng ạ. Wow. Giá này giá rất tốt nha các bạn. Tại vì cái thời điểm mà máy ra mắt vào bản chính hãng từ bao nhiêu nhỉ? Từ ngày 29 tháng 9 ấy, thì mình nhớ rằng cái phiên bản rẻ nhất của Pro Max này nó phải vào khoảng 34 hay 35 triệu gì đấy. Đấy là theo như mình nhớ. Mà bây giờ cái thời điểm gần Tết này mà nó chỉ còn khoảng 30 triệu thôi. Thì bây giờ chúng ta đã có được một chiếc iPhone 15 Pro Max chính hãng 256GB. Đây là một mức giá mình thấy là rất là tốt. Tại vì với cái nhu cầu mình đi mua cho người thân thì mình đã tham khảo một vài những cái cửa hàng bán điện thoại ở trên Hà Nội ấy. Thì mình thấy rằng OneWay đang có cái chương trình này rất là hấp dẫn này. Cho nên là nếu mà các bạn nào đang có nhu cầu mua điện thoại thì hãy tận dụng cái chương trình này. Tại vì theo anh biết thì không chỉ là riêng iPhone thôi đúng không? Dạ vâng. Mà còn những điện thoại khác nữa đúng không? Bên em hiện tại đang trong chương trình sale này, bên em sẽ sale lên đến 176 sản phẩm. Em cho anh xem cái danh sách được không? Dạ vâng. Ok. Đây là cái danh sách của bên em đây hả? Dạ vâng. Ok, cho anh xem chút nha. Dạ vâng. Để anh tự xử nha. À đây, cái Samsung Z Fold 5 1TB đang giảm khoảng 20 triệu đúng không? Dạ vâng. Từ 52 triệu xuống còn 31 triệu này. Wow, giá tốt quá. Các bạn không chỉ là iPhone đâu, mà tất cả những điện thoại khác, ví dụ như là Samsung hay là Xiaomi ở đây, hoặc là Tecno thì cũng được giảm này. Đây là iPad. Tiếc quá, hôm rồi anh vừa mua cái iPad Gen 9 này cho con, mà mua cũ mà cũng khoảng 6 triệu mấy rồi. Biết vậy đợi bây giờ mua mới. Đây là mới đúng không? Dạ vâng, vẫn phải hàng nguyên siêu đấy. Hay quá nhở. Thì cái chương trình này đang diễn ra từ ngày 30 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 2 đúng không? Dạ vâng ạ. Tức là cái chương trình này là chương trình dành cho những ai mua điện thoại hoặc là mua tablet để phục vụ chơi Tết ạ. Thì các bạn có thể tận dụng để mua những cái sản phẩm đó sử dụng cho Tết và đang có mức giá rất là hấp dẫn. Với lại cho anh hỏi thêm một chút là nếu mà anh mua thì có cái chương trình ưu đãi gì khác không ngoài cái thu cũ đổi mới? Hiện tại thì bên em có thể là ví dụ anh mua thêm những sản phẩm như là sạc tai nghe hay là những cái sản phẩm đi kèm như cả loa hay là tai nghe như cả AirPods thì bên em sẽ hỗ trợ giảm giá thảo vào những cái giá sản phẩm đó. Ok. Chứ còn hiện tại thì cái chương trình này là chỉ có thu cũ đổi mới thôi đúng không? Nói chung thì bây giờ thời điểm này mua 15 Pro Max là thích hợp rồi. Không chỉ 15 Pro Max mà còn những điện thoại khác, ví dụ như là iPhone 14 hay là Samsung thì là một cái thời điểm thích hợp để mua trước Tết, nhưng mà đang được có nhu cơ đang được giảm giá chứ không phải là tăng giá. Đây là chiếc iPhone 15 Pro Max màu Titan xám tự nhiên ở trên tay của mình. Cái phiên bản là 256GB, mình đang định mua cái phiên bản này. Thì hiện tại thì mình thấy là OneWay đang có cái chương trình ưu đãi giảm giá dành cho những người mua phục vụ chơi Tết thì chỉ còn khoảng độ 30 triệu mà thôi. Đó là một mức giá rất là hấp dẫn để chúng ta sở hữu một chiếc điện thoại như là 15 Pro Max ở cái thời điểm này. Tại vì mình thấy rằng cái thời điểm hiện tại là còn khá là lâu nữa thì mới có điện thoại mới, tức là chúng ta có thể chơi cái điện thoại này trong khoảng gần một năm nữa. Thì Apple mới ra một cái điện thoại mới thì chúng ta mới cần đổi lên. Và cái mức giá 30 triệu đó thì mình nghĩ rằng sẽ rất khó để xuống thêm được nữa. Và đây cũng là một mức giá rất là tốt. Sau khi mình đã tham khảo tại một số cửa hàng khác thì mình thấy rằng OneWay đang có mức giá tốt nhất dành cho điện thoại của Apple. OneWay luôn có giá tốt cho các sản phẩm. Thì bây giờ với cái chương trình sale này thì giá sẽ còn tốt hơn nữa. Em ơi, thế ngoài điện thoại với tablet ra thì còn cái gì được giảm nữa không? Bên em thì giảm giá cả là đồng hồ thông minh này, loa di động hay là các tai nghe Bluetooth. Đấy, hoặc là bên có thêm cả MacBook chính hãng nữa. MacBook. Cho anh xem giá của cái Watch Series 9 với. Dạ vâng, đây ạ. Hiện tại giá Apple Watch Series 9 bản GPS thì nó rơi đâu đấy khoảng tầm giá khoảng 9 triệu hơn một chút đấy. Hơn 9 triệu. Vâng. Thế còn tai nghe AirPods thì sao? Hiện tại tai nghe AirPods thì bên em sẽ có AirPods 2, AirPods 3 và giảm khoảng từ 2 đến 3 triệu đấy nhỉ. AirPods Pro cộng C là còn 5 triệu. AirPods 3 là còn 3 triệu. Được rồi, đến về anh sẽ tham khảo thêm cái chương trình này. Rồi, cảm ơn em. Cái chương trình này sẽ diễn ra từ ngày 30 tháng 1 cho đến ngày 9 tháng 2, tức là ngày 30 Tết ạ.
là chúng ta mua điện thoại để chơi Tết thì anh em có thể tận dụng cái chương trình này để mua điện thoại của Samsung, của Xiaomi, của iPhone hay là máy tính bảng iPad nha. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc cái video này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết và hẹn gặp lại các bạn trong những chủ đề tiếp theo.